Đó bấm vào y chang vậy đó bạn. Bấm đủ điên mình lên. Mày mở coi, giật mạnh quá sợ gãy cửa. Gan sau lưng đá bùm bùm luôn, đụng không lên mày. Mày. Đó, thằng nào dám ghi chữ xe dơ quá vậy? Thằng nào? Fan hâm mộ hay là nhân viên tụi mày dám chưa ghi chữ xe dơ quá? Chào mừng các bạn đến với chiếc xe Mercedes 7 tỷ của Duy Nguyễn, gắn liền với những huyền thoại kinh điển rùng rợn. Và trong một trong những huyền thoại kinh điển rùng rợn đó là chìa khóa mẹt nó bị hư, nhớ chưa? Xong rồi đi bắt ráp về, nhớ chưa? Xong rồi kết quả ngày hôm đó test là sao? Tối nay thay pin vẫn chạy bình thường. Tối đó thay pin vẫn chạy bình thường nha các bạn. Thì tóm lại vấn đề đã bị cái gì? Vấn đề bị cục pin, thay pin nhiêu tiền nói rồi. Pin chính hãng mấy trăm ngàn, pin lô mấy chục ngàn. Nhưng mà có một cái điều bức xúc là tức á, là tại sao tôi mở chìa khóa cơ đó không được. Đó là vấn đề Duy Nguyễn muốn nói ngày hôm nay. Đây là chìa khóa Mercedes của Duy Nguyễn, ok. Tại Duy Nguyễn có nhiều xe lắm nên mỗi chìa khóa nó phải gắn cái xe này không cầm lộn chìa khóa các bạn. Cái này giải thích các bạn rất nhiều lần rồi. Chìa khóa mẹt có 10 cái như một và nào như nấy hết. Nên phải ghi chữ để cầm đỡ lộn. Rồi, đây là chìa khóa cơ của Mercedes, ok. Chìa khóa cơ gì nói rồi, đây chìa khóa cơ dùng để thằng bán mẹt nó nói là cầm chìa khóa này là mở ra là trong trường hợp mà hết pin á. Nó nói hay lắm. Xong rồi Di mở không được bạn. Bây giờ thử test nha, Di lấy cục pin ra. Lấy cục pin ra. Đây, lấy cục pin ra. Rồi ok, bỏ túi. Là cục pin nó không nằm trong đây nữa, giả sử là mình thử nghiệm hết pin. Đó. Hết pin nha, ví dụ như hết pin. Mà có nào nó bắt bẻ không ta? Nó hết pin nhưng mà giờ phải có gì nặng đè vô cái chip này á thì nó mới cảm biến được. Đồ của nào nó cãi tới bước đó không? Cãi tới bước đó luôn hả? Má láo mày. Má cãi tới bước đó chịu thôi, giờ đâu có pin kia đâu thầy. Rồi hết pin rồi đó. Hết pin rồi, lại mở. Nó bấm vào y chang vậy đó bạn. Bấm đủ điên mình lên. Mày mở coi, giật mạnh quá sợ gãy cửa. Đó. Xong rồi mày mở coi, giật mạnh quá sợ gãy kiếm. Càng sau lưng đá bùm bùm luôn, đụng không lên mày. Rồi, thằng nào dám ghi chữ xe dơ quá vậy? Thằng nào? Fan hâm mộ hay là nhân viên tụi mày dám chưa ghi chữ xe dơ quá? Hả? Là cái xe của anh là cái xe cài. Đúng không? Không phải xe đi chơi mà gái gú. Không phải cái xe mà lè lẹt đi mà kiếm nem. Xe của anh là xe cày ruộng, nó chạy từ bờ đông qua bờ tây mà từ thành bắc qua thành nam, nó kiếm những cái đồng tiền trả lương cho tụi mày. Đó là xe cày, hiểu chưa? Nó không có thời gian đi rửa xe luôn. Nó rửa xe lần 60 bo 140 thành 200 mà không có lần đi rửa luôn. Không có thời gian đi rửa, bánh xe 3 tháng chưa bơm luôn. Đưa em rửa giùm đúng không? Rồi ok, chút quay phim xong tối 6 giờ xách xe đi rửa nha. Trời ơi trời, mày dám ghi chữ rồi cái gì tới tim đó. À, vụ này nhớ rồi. Cái vụ này con bé lớp tiểu học. Nó ra nó vẽ tới tim lên xe của anh này nè. Còn nhỏ mà yêu sớm quá mấy đứa. Trời đất ơi, nó yêu idol luôn mấy bạn. Má mình giờ mình già 36 tuổi, nó không có học tiểu học trường bên đây nè. Cái trường tiểu học bên đây là khoảng chừng lớn như lớp 5. Nó tan học ra trường, nó quất lên xe lớp kim chúa. Phanh nhí không á. Thôi cái câu chuyện mà giờ xe dơ bỏ một bên nha. Xe tôi mặc định là dơ, không giờ sập đâu. Mặc định là dơ. Rồi xong. Bây giờ quay lại bài toán mở. Nói là giờ chìa khóa cơ dùng để mở. Nó có cái lỗ ở đây nè. Đó. Ủa đâu tiêu vậy? Ủa cửa bên kia hả? À quên, cửa tài, quên. Giờ tôi hết nhớ cửa nào cửa tài, cửa nào cửa phụ luôn rồi. À đúng rồi, cửa tài nằm ở đây nè ba. Nè kéo nè. Cửa tài là có cái này nha các bạn, nhớ dấu hiệu nhận biết xe của Duy Nguyễn, cửa tài là có cái này. Tại cái này là cái thời khóa biểu nhắc Duy Nguyễn nhớ. Nó làm gì. Cái đầu tiên á là đầu tiên good morning á, sáng giờ là kiểm tra xăng. Biết sao kiểm tra xăng không? Kim xăng xe tôi bị liệt rồi, 100 triệu chưa có tiền thay. Cái kim xăng Mercedes 7 tỷ bị liệt dương. 100 triệu chưa có tiền thay để luôn nên mỗi sáng phải kiểm tra xăng. Đó. Rồi xong rồi phải thêm nhớt thêm bóp là tối rồi phải đi Bắc Kinh. Tối đi Bắc Kinh mà tới midnight là phải dậy. Tới midnight tối là đi Bắc Kinh gửi xe này nọ. Tới midnight là giữa đêm á là phải dậy. Nha, rồi giờ thôi không quay lại làm mất thời gian nữa, dùng phát cơ để mở. Rồi nhét vô. Nhét cái chiều này mở làm sao? Nó tôi mở nó ra được vậy tôi đâu dám giật đâu bà. Giật nó gãy chết. Nó mở rồi xong nhét vô sâu cái nữa. Mở nữa cũng không dám giật luôn. Xong rồi mở nữa, mẹ mở được đâu? Mở không được. Rồi thua luôn, đụng mà tôi đâu dám làm đâu. Tôi bạn nhớ tôi có cái tiền sử mở cửa. Má mở xong cái cửa phòng giám đốc gãy bà cái chốt luôn. Thay hết 8 triệu.
nói ủa sao khóa chốt anh sợ trên mạng có 4 triệu mà giờ anh thay tới 8 triệu. Nói 4 triệu là bán mạng thôi, em đi mua. Em đi mua xong rồi em về em thay cho anh công xá này nọ kia nữa thành 8 triệu. Rồi mở sao ba? Thầy luôn, má bữa hổm mua xe bữa giờ kêu nó test mở mẹ nó cái này. Má gặp cú này căng quá. Rồi mày vô mày mở tao coi coi. Rồi nhấn vô, dặn mà dặn gãy mày đền nha con. Ê, nó mấy em đang quay camera đó, nó dặn mấy em đang quay camera đúng không? Ủa mày dặn gãy mày đền nha. Tao có một con thôi đó, con kia tao cho mượn rồi. Rồi mày làm khỉ gì nó? Hả? Mày làm gì nó? Ây da ơi! Ây da ơi! Trời ơi má ơi, nào nó cống ghê vậy? Rồi mày làm gì nó? Hả? Mày làm gì? Mày làm gì? Rồi mày hả con? Nãy giờ mày cười tao nè. Mày cười tao nè. Làm gì? Giờ làm gì các bạn? À, tôi đâu biết làm gì đâu. Tôi thua rồi đó. Tôi thua rồi đó. Dạ rồi, tôi thua. Làm gì? Làm gì? Không biết. Không biết. Bữa nào đi kiểm định xe đi sửa luôn nha mày. Bữa nào mày lái xe tao đi kiểm định đi, tao mới lố có mấy ngàn cây à. Đó, lái xe đi kiểm định coi giờ làm gì sửa bạ xe luôn chứ mà không được đó, bộp tao bị gì đó. Sao tao nói áp là giật cái cửa mạnh qua nó gãy sao ba? Rồi mẹ giờ tao đẩy xe về. Không lẽ bữa đó kêu cấp cứu. Thôi bỏ trong xe trong hầm đi gấp về chứ sao. Sáng mai thay con pin nó chạy được mới điên chứ. Nó mặt 7 tỷ tôi nói vậy đó. Tôi cũng biết là tôi sai nó sai nữa. Giờ thấy các bạn ai sai? Bởi vì nỗi khổ người giàu các bạn. Ví dụ mua xe VinFast nhưng này dám đỡ hơn á. Hiểu không? Ví dụ như giờ xe VinFast nó hư rồi chả sao. Xe cùi nó hư chả sao. Cũng mẹ tôi hư vậy mới quê. À, sau này sẽ có thằng khịa kha 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 thằng Duy Nguyễn mày mua mẹt mày bị hư nè con đồ. Thôi chuyện đó là chuyện lỗi sản phẩm nha ba. Chuyện đó là chuyện lỗi sản phẩm nha. Để cho mấy em nó kiểm tra coi như thế nào. Chứ tôi báo cáo tình hình thôi, tôi không nợ clip gì mấy ông nha. Rồi ok, cảm ơn các bạn theo dõi clip. Giờ tôi cũng biết xử sao nữa. Để đi sửa xe thôi chứ biết sao giờ. Để sửa xe nha. Rồi bye bye các bạn, cảm ơn bạn theo dõi clip. Khoan còn nữa. Ê, clip up lên hàng nào ý kiến đầu tóc là không được nha các bạn. Đó, xin trân trọng giới thiệu với các bạn là năm ngoái năm tam tai. Năm tam tai nó xui quá. Nên mình chơi cái đồ mới coi nó hên không. Chơi thử 1 tháng, hên để luôn. Còn không hên đổi lại kiểu cũ nha các bạn. Đừng có ý kiến đầu tóc của tôi nữa nha mấy ba. Mấy ba ăn đồ mấy ba soi đầu tóc của tôi không à. Có tiền thì tới BBT tập gym nè, thoa gym nè không. Tới tập gym đi, mua súp đi, cơ ngơi rộng rãi, dịch vụ tiện nghi đẳng cấp đàng hoàng, không lo xuống tiền mà lo tối ngày lên mạng khịa đầu tóc của tôi hoài không nổi. Khổ quá à, đang đen đang xui nè, thề luôn, vợ cốp tôi bị liệt luôn rồi. Bóc phốt nó tiếp nè, đá không vừa lên đâu. Ủa sao lên kỳ vậy? Ê, cái thằng này biết lệnh mày, lúc bình thường nó không lên, xong giờ quay phim nó lên. Á đù đù quăng này láo thiệt, xuống không đù. À, hơi bị sai nha. Bình thường hả, tôi đá gãy giò tôi luôn, không lên. Giỡn lên vải chưởng. Bình thường tôi nhấn vậy không à. Đó, mà thấy không, mỗi lần á mà gọi là tôi cầm tay, tay xé đánh mang á, cầm hai bên nè. Đâu chỗ nhấn đâu lấy đây nè. Đó, là vô. Mở cửa lên. Còn không, nhấn tay cái, ịnh vô. Đó, hành trang tôi đi làm có như đây thôi đó ba. Xe nó bán sách nè, dạ sách nè, dạ. Nó bán sách nè. Thấy không? S-Class Couple, Cup B nè. Tụ tôi mua quăng đây tới giờ. Ghê chưa? Đó. Đó, đồ đạc tôi đi tập gym đó ha. Vậy thôi. Ok. Rồi, xuống. Xuống mày. Bye bye. Hay thì mua súp đi ba. Lai xe là đương nhiên rồi. Coi chùa hoài.